Thưa quý vị, trong bối cảnh mới, ngành du lịch cả nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng đang nỗ lực để chuyển đổi số hóa trong các hoạt động nhằm tăng cường trải nghiệm cho du khách thông qua các ứng dụng công nghệ ảo cũng như là quảng bá một cách hiệu quả hơn các sản phẩm du lịch mới. Ngày 28 tháng 10 năm 2021, du lịch Đà Nẵng tái khởi động trong giai đoạn bình thường mới với hàng loạt các biên bản ký kết trong khai thác hợp tác du lịch. Tại sự kiện này, ngành du lịch Đà Nẵng cũng chính thức công bố ra mắt ứng dụng VR360, một chạm đến Đà Nẵng với nhiều tính năng ưu việt như trải nghiệm thú vị tour khám phá Đà Nẵng tại chỗ với thuyết minh tự động, bố cục hình ảnh hiển thị mãn nhãn âm thanh sóng động, công nghệ dẫn đường dễ dàng di chuyển, tương tác kết nối với người dùng thông qua tính năng chụp ảnh và săn quà may mắn. Đây là sản phẩm hoàn toàn mới của du lịch Đà Nẵng để hướng tới chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, cũng như đáp ứng nhu cầu xu hướng trải nghiệm du lịch tại chỗ của du khách trong bối cảnh hiện nay. Sau khi mà thành phố đã có những cái chương trình lớn trong việc là kết nối mở rộng các mạng trong hệ thống chuyển đổi công nghệ số thông qua cái VR360 một chạm đến Đà Nẵng, thì tôi thấy rằng đã có một cái sự chuyển động khởi động của các nhà đầu tư, cho nên rằng nó khả năng đáp ứng được cái nhu cầu phục vụ khách, và khách khả năng sẽ hưởng lợi được tất cả các cái nền tảng từ cái công nghệ số này. Khi mà du khách tham quan thực tế ảo trên VR360 đã có thuyết minh tự động hai ngôn ngữ. Nếu mà du khách cần thêm bất kỳ thông tin nào thì cũng có thể click vào chat với nhân viên trực tổng đài, thì bên em sẽ hỗ trợ cho du khách thông qua Zalo. Cùng với xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành du lịch, các doanh nghiệp du lịch dịch vụ tại Đà Nẵng cũng nhanh chóng nắm bắt xu thế này để cải thiện nâng cấp các sản phẩm của mình trên nền tảng công nghệ 4.0. nhằm tiếp cận rộng rãi hơn các đối tượng khách hàng trong bối cảnh hiện nay. Khách sạn cũng đã dần chuyển đổi chiến lược kinh doanh, áp dụng các công nghệ số vào chiến lược kinh doanh, cụ thể như là xây dựng các trang website và các landing page có kết nối với lại trang fanpage của khách sạn. Từ chatbot thì khách hàng có thể tiếp cận đến những cái hình ảnh so sánh giá, và từ đó có thể đặt được phòng trực tuyến cũng như thanh toán trực tuyến. Đồng thời thì các ứng dụng công nghệ công cụ như Viber, WhatsApp, Zalo là những cái công cụ mà phổ biến hiện nay, thì hiện nay cũng được khách sạn tận dụng để dùng những công cụ này về khâu chăm sóc khách hàng cũng như là hỗ trợ cho việc mua bán sản phẩm, giúp tiếp cận khách hàng tức thì và nhanh chóng nhất. Trong bối cảnh hiện nay, lượng khách khai thác thực tế chắc chắn sẽ không thể đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, việc chủ động ứng dụng các nền tảng số trong truyền thông, quảng bá du lịch được xem là một hướng đi đúng đắn, bền vững và hứa hẹn mang lại những hiệu ứng, kết quả tích cực về lâu dài, không chỉ góp phần thu hút khách du lịch, nhà đầu tư quan tâm đến thị trường Đà Nẵng, mà còn giúp nâng tầm giá trị thương hiệu du lịch Đà Nẵng.